Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa tổ chức gala và trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2024. Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh cùng 19 gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn quốc đã được vinh danh. 20 tấm gương được vinh danh là minh chứng cho một thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ có kiến thức mà còn có bản lĩnh, lòng dũng cảm và tinh thần tiên phong, nhân ái. Điểm chung của họ là có nhiều hành động đẹp lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội trên các lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội, sản xuất kinh doanh, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua 7 năm triển khai, Giải thưởng Thanh niên Sống Đẹp do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty TCP Việt Nam tổ chức đã tuyên dương 172 thanh niên tiêu biểu có độ tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi và một số trường hợp đặc biệt không quá 40 tuổi có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu. Sống đẹp không chỉ là sống có ích cho bản thân mà còn là sống vì cộng đồng. Những hành động, những câu chuyện đẹp dung dị đời thường của họ đã góp phần khắc họa, tô thắm thêm truyền thống vinh quang của thanh niên Việt Nam. Thưa